Một mùi hương phải gọi là quý tộc dành cho tất cả bạn nam. Một nhà nước hoa Nice mang đậm phong cách Ý với cái tên Chaillot Alexander 2 phiên bản Limited. Đây được xem là một mùi trầm cao cấp và hảo hạng nhất, mình cực kỳ thích. Thêm một chi tiết nữa, trên thân chai có những chi tiết vàng nhìn rất đẹp. Mặc dù là một cái bay mùi có chủ điểm là trầm hương, nhưng nó sẽ không làm theo hướng trầm hương thông thường so với phiên bản cũ. Ở phiên bản này sẽ được tô điểm thêm cái nốt hoa hồng, iris và vani để cân bằng lại cái nốt trầm, làm cho mùi trầm trở nên mềm mại, độc đáo và rất trẻ trung, khiến cho mùi hương trở nên nam tính, chững chạc, quyền lực với một cái bay mùi cực kỳ luxury đến từ mùi hương này. Đúng kiểu người đàn ông Omani, hiệu năng bám tỏa của em này phải gọi là quá tốt. Với những bạn nam yêu thích cái nốt hương trầm thì mình nghĩ đây là một chai nước hoa không nên bỏ qua. Và đặc biệt đây là một phiên bản limited có giá trị sưu tầm rất cao. Chính vì điều đó các bạn hãy nhanh tay sở hữu nhé.